tiết lộ ba linh mục Việt Nam từng bị bắt vì chống chính quyền thuộc địa. Thành Long mến chào cộng đoàn, kính thưa mọi người, Giáo hội Công giáo luôn sống theo lời Chúa, bảo vệ lẽ phải và công bình. Vì thế, dù với chế độ phong kiến hay chính quyền nào, chúng ta vẫn thấy có nhiều vị linh mục lên tiếng cho những bất công, bảo vệ chân lý, lẽ phải. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nghe thấy đâu đó trên thế giới, vị linh mục này, giám mục kia bị bắt bớ, tù đầy, hãm hại. Trước khi tới chuyện ba linh mục Việt Nam từng bị bắt, chúng ta đến với câu chuyện gần hơn. Giám mục Trung Quốc từng bị công an đánh bể đầu qua đời. Lúc 8 giờ tối hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 10, đúng ngày lễ Đức Mẹ Fatima, Đức cha Stefano Dương Hướng Hải, giám mục hiệu tòa của xã Đan đã qua đời. ASEAN News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại đã cho biết như trên hôm thứ Năm, ngài qua đời tại Bệnh viện Ngụy Huyện, nằm trong lãnh thổ giáo phận của mình, thọ 99 tuổi. Đó là một mất mát đau thương không chỉ đối với giáo hội ở Trung Quốc mà còn là đối với Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại. Vào cuối năm 1950, Đức cha Mario Civelli, giám mục của Vĩ Huy, một nhà truyền giáo khác của Pimè đã bổ nhiệm ngài làm cha sở ở Vũ An. Mùa xuân năm 1954, Công an Trung Quốc bắt giữ cha Dương, đưa ra xét xử, nhưng sau đó ngài đã có thể tiếp tục công việc của mình khi lén lút, khi công khai. Tháng 7 năm 1966, trong cuộc cách mạng văn hóa, ngài lại bị bắt và bị công an đánh đập tàn bạo và giam cầm không xét xử cho đến tháng 10 năm 1970, khi ngài bị kết án 15 năm tù. Đầu tiên, ngài bị giam trong các trại lao động ở Cù Châu, sau đó bị đưa đến nhà máy gạch Hàm Đan và cuối cùng là nhà máy muối Đường Sơn. Hôm thứ Ba, ngày 12 tháng 10, một thông báo xin cầu nguyện cho ngài của giáo phận Hàm Đan được đăng trên mạng duy thân của Trung Quốc nhưng đã bị lấy xuống ngay. Như vậy chúng ta thấy giáo hội hầm trú thuộc tòa thánh Vatican tại Trung Quốc vẫn đang bị đàn áp nặng nề do không khuất phục chính quyền Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ và thậm chí là nhiều người lớn cho rằng đạo Công giáo hoặc là theo giặc hoặc là bán nước. Đây là những hiểu lầm mang tính thế kỷ có từ thời các vua chúa cấm đạo. Giáo hội Công giáo không đứng về một đảng phái chính trị nào, nhưng chỉ đứng về sự thật, công lý. Ba linh mục Việt Nam bị bắt sau đây là một trong những ví dụ. Theo lịch sử Việt Nam qua ảnh chia sẻ một thông tin quý và chưa từng tiết lộ. Ba linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, quản lý tòa giám mục, Phêrô Đậu Quang Lĩnh, thư ký tòa giám mục và Gioan Bautista Nguyễn Thần Đồng, quản sứ chính tòa của giáo phận Vinh, bị chính quyền thuộc địa Pháp kết án 9 năm tù giam và lao động khổ sai tại Côn Đảo vào ngày 18 tháng 10 năm 1909. Đây là bức ảnh chụp ba linh mục trước phiên tòa đại hình. Khoảng cuối năm 1904, các vị linh mục thành lập tổ chức có tên gọi Duy Tân Giáo Đồ Hội, hoạt động theo tôn chỉ của Duy Tân Hội do nhà cách mạng Phan Bội Châu lãnh đạo. Các vị sau đó đã gửi được 10 thanh niên công giáo xuất dương sang Nhật Bản trong phong trào Đông Du. Một trong những lá thư của giới giáo sĩ Việt Nam mà các vị luân chuyển kêu gọi người công giáo đứng lên chống Pháp đã viết như sau. Muốn bảo vệ Chúa, chúng ta phải giữ gìn dân tộc, chúng ta phải chống lại người Pháp. Người công giáo phải đóng góp bằng mọi cách, sức lao động hay là của cải trong cuộc đấu tranh chống lại người Pháp nhằm thể hiện lòng yêu nước và tình yêu Thiên Chúa. Năm 1918, Linh mục Phêrô Đậu Quang Lĩnh cùng Linh mục Đồng mãn hạn tù được phục chức Linh mục nhưng vẫn phải chịu án biệt xứ, không được cư trú tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Linh mục Tường đã qua đời trước đó vào năm 1917. Linh mục Phêrô Đậu Quang Lĩnh làm phó sứ Cái Mơn, nay thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Sau lên làm chánh sứ rồi quản hạt, đồng thời làm bề trên một tu viện trên 200 nữ tu. Ngài qua đời vào ngày 18 tháng 1 năm 1941 tại Cái Mơn, hưởng thọ 71 tuổi. Mộ phần của ngài hiện vẫn còn trong nhà thờ tu viện Mến Thánh Giá ở Cái Mơn. Bạn Tâm Lê Văn Tin bình luận: người công giáo sống là công giáo và tông quyền bênh vực cho sự thật và lẽ phải bất kể ở chế độ nào. Bạn Trang Trinh bình luận:
đọc lịch sử mới thấy đạo Công giáo chỉ theo lẽ phải chứ không theo thực dân Pháp cướp nước. Bạn Nguyễn Mộc Miên bình luận. Cảm ơn trang fanpage đã chia sẻ thông tin rất hay. Ý thức về dân tộc và sự nhân văn phải cao hơn tôn giáo, cao hơn tư tưởng chính trị. Những linh mục thật sự đáng kính, những tin này sẽ mở mang rất nhiều cho những người đang có cái nhìn thiếu thiện cảm về Công giáo. Cộng đoàn có cảm xúc gì bình luận văn minh nhé. Xin Chúa ban bình an tới giáo hội của Ngài. Amen.